Xin chào các bạn, hành trình của mình đã gần đến với chùa Tam Chúc rồi. Và các bạn có thể thấy được rằng là ngày hôm nay thì trời cũng mưa phùn, vẫn mưa phùn, thế nhưng mà chúng ta đã nhìn thấy cái công tác tổ chức của ban tổ chức. Đó là từ cũng khá là cách chùa Tam Chúc khá là xa, nhưng chúng ta nhìn thấy hai bên đường cũng đã được trang trí, cũng đã được cắm những cái lá cờ của bên Phật giáo để mọi người có thể biết được là cái quãng đường này cũng đã gần đến nơi. Và nếu mà hôm nay mà mình đi mà thời tiết nó không bị sương mù như thế này thì chắc chắn rằng là nó sẽ rất là đẹp. Và hy vọng rằng là từ hôm nay cho đến ngày 12, hôm ngày mà bắt đầu đại hội Phật giáo được tổ chức, thì thời tiết của những ngày đó sẽ ủng hộ, thời tiết những ngày đó sẽ khô ráo, và để chúng ta có thể ngắm được toàn bộ những cảnh đẹp của chùa Tam Chúc. Các bạn cùng đi theo mình nhé. Sắp đi đến cổng chùa Tam Chúc là ngay phía ngoài, và thì đây chính là cái nơi mà sẽ diễn ra hội chợ văn hóa Phật giáo, và sẽ tổ chức những cái hoạt động về ẩm thực, về sách báo, về chia sẻ kiến thức, chia sẻ những cái nội dung hay, nội dung tốt mà hội lễ Phật giáo lần này muốn truyền tải, chia sẻ đến cho đông đảo khán giả và cho đông đảo Phật tử trong nước và ngoài nước. Các bạn có thể nhìn thấy là ở đây một số những cái vật trang trí cũng đã được set up, vẫn đang hoàn thiện, và chắc chắn rằng là đến ngày mà diễn ra thì cái nơi đây nó cũng sẽ rất là sôi động, rất là nhộn nhịp và rất là đẹp, và là một nơi mà chúng ta không thể không ghé qua. Các bạn có thể thấy rằng là mình trước mặt mình đây, mình đang đến rất gần với ngôi chùa Tam Chúc. Trước mặt mình đó là một khoảng đất rất rộng, và đằng xa xa kia đó chính là cổng vào của chùa Tam Chúc. Và bây giờ mình sẽ quay cho các bạn để nhìn rõ ở phía xa, và mình sẽ bắt đầu đi vào gần để chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Tuy cái khu vực này nó chưa xong nhưng mà chắc chắn rằng sẽ được gấp rút hoàn thiện. Đây, mình đã đến gần với cổng chùa Tam Chúc, và các bạn thấy là cái bãi đất vừa nãy mình quay cho các bạn ấy, thì bây giờ mình đã đến gần và các bạn thấy là cổng chùa xung quanh còn rất rất là rộng, bởi vì cái dự án này nó còn phải kéo dài nhiều nên là nó sẽ được hoàn thiện dần dần. Tuy nhiên rằng là trong những ngày này thì tất cả cái nguồn lực của doanh nghiệp họ cũng đã đều dồn tâm dồn sức vào để có thể hoàn thiện tối đa nhất, hoàn thiện tốt nhất. Các bạn có thể thấy rằng là vẫn có những cái xe chở những đoàn du lịch, họ vẫn tham quan ở đây hàng ngày, đúng không ạ? Tuy rằng là nó chưa có hoàn thiện, thế nhưng mà các đoàn tham quan họ cũng đã đến và họ tham quan cái khung cảnh ở đây từ bây giờ. Nhưng chắc chắn rằng là đến khi mà ngày 12 đại lễ được diễn ra thì chắc chắn rằng lúc đó sẽ có rất là đông những cái đoàn tham quan họ sẽ đến nữa. Hôm nay mình quay thì cái thời tiết nó hơi tối, hơi âm u, tuy nhiên rằng các bạn cũng phải thông cảm. Và qua con cầu này thì chúng ta sẽ sang đến chùa Tam Chúc. Và con cầu này thì trước đây khi mà mình đến thì nó mới chưa hoàn thành và chưa có cái lan can này đâu. Nhưng mà ngày hôm nay mới sau một vài ngày đến thì nó đã được hoàn thiện. Các bạn có thể thấy được cái tốc độ gấp rút của cái sự kiện này như thế nào. Tuy rằng là mấy hôm nay trời mưa và vẫn còn rất là nhiều đất cát, vẫn còn bẩn, vẫn còn vết như thế này, thế nhưng mà chắc chắn rằng là đến những ngày mà tổ chức Phật đản ấy thì sẽ được doanh nghiệp làm sạch, và nếu mà thời tiết hưởng ứng ủng hộ thì chắc chắn rằng là cái cầu này và cái khung cảnh ở xung quanh đây nó cũng sẽ rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều cờ đã được căng lên. Được làm bằng đá nguyên khối chuyển từ Thanh Hóa về, xung quanh thì vẫn còn rất là nhiều cái đá vụn, và họ sẽ chắc chắn rằng là khi mà ngày 12 đại lễ diễn ra thì tất cả những cái viên đá nhỏ này
vụn này họ sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Các bạn có thể thấy được đây là chính là làm bằng đá xanh. Đá xanh, một loại đá mà được lấy từ quê hương Thanh Hóa. Và xung quanh chúng ta có thể nhìn thấy cờ, hoa đã được trang trí, cây cối cũng rất là nhiều, những cái cây đẹp, cây to họ cũng đã bố trí sắp xếp, cỏ thì cũng đã được rải thảm. Và bên xung quanh bên này cầu thì các bạn có thể thấy được là cái khung cảnh nó rất là rộng, đường xá cũng rất là rộng, rất là thông thoáng. Và ở bên ven đường thì cũng đã được trồng rất là nhiều hoa. Đây các bạn có thể nhìn thấy là đây chính là cổng chùa Tam Chúc. Và đằng trước lúc vừa nãy mình quay thì rất là sát chân cổng chùa. Bây giờ mình đi lùi lại thì các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn cổng chùa Tam Chúc. Có cái tên này, mình zoom lại cho các bạn thấy, nhìn cái tên của chùa thì chắc là ai cũng biết rồi. Đằng phía trước thì các công nhân đang trồng rất là nhiều những cái cây hoa. Những cây hoa này thì đang trong cái giai đoạn ra hoa, nên là khi mà hoàn thiện ấy thì nhìn nó cũng chắc chắn rằng nó cũng sẽ rất là đẹp. Rất là đẹp, mọi người vẫn cặm cụi mặc dù trời mưa đúng không ạ? Mặc dù là trời mưa, trời ẩm ướt. Thế nhưng mà chúng ta làm những cái việc này để đến khi mà trời nắng ráo thì chúng ta có được những cái khung cảnh, những cái cảnh quan đẹp. Đó, các cô, các chú, các bác vẫn đang miệt mài bởi vì khi mà có cái chùa Tam Chúc này ở Hà Nam thì nó cũng đem lại rất là nhiều những công việc cho người dân nơi đây. Các bạn có thể thấy mình quay xung quanh này, ô tô tải, xe máy, rồi các xe vận chuyển cây vẫn hoạt động ngày đêm. Tuy rằng là những cái cung đường này nó đang lầy lội, nó đang bẩn bởi vì là mấy ngày hôm nay rất là mưa và xe tải, xe ô tô đi lại rất là nhiều. Tuy nhiên rằng là chắc chắn rằng là đến cái ngày mà hội lễ Phật đản tổ chức thì tất cả những khung cảnh này nó sẽ khác hoàn toàn. Các bạn hãy đón chờ ngày mưa sau của mình sẽ cập nhật những thứ mới và những cái khung cảnh đẹp nhất, hoàn toàn khác so với cái thời điểm này, để các bạn biết được rằng là cái tốc độ làm việc của doanh nghiệp, tốc độ làm việc của tất cả mọi người nó như thế nào. Đây chính là cái lối lên này, chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều bậc, rất là dài, và đây là cái lối lên trên các cái điện ở phía trên và cũng được trang rất là nhiều cờ. Ở đây thì cũng có cả công nhân và cũng có cả những đoàn khách. Mặc dù rằng cái công trình này nó chưa hoàn thiện, nhưng mà cũng từ khi mà được truyền thông đưa tin ấy, thì cũng được rất là nhiều những người dân, những đoàn tham quan họ cũng đến và họ tham quan cái cơ sở này. Và tất nhiên rằng là đến khi mà hoàn thiện thì cái lượng khách về tham quan nó sẽ đông hơn rất là nhiều so với bây giờ. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Đây chính là cái khuôn viên ở trước điện giáo chủ, đó là một đài sen, nơi để cầu nguyện cho thế giới hòa bình năm 2019. Ở đây thì các cô các chú vẫn đang gấp rút để có thể là trang trí cho cái nơi trước điện giáo chủ này thật là đẹp. Đây là nơi mà diễn ra cái lời cầu nguyện, đúng không ạ? Và cái nội dung, cái ý nghĩa cho cái đại lễ Phật giáo lần này đó chính là mong muốn cầu nguyện cho thế giới, cho toàn bộ thế giới được hòa bình. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ dừng nội dung tại đây, và mong muốn rằng là chúng ta với mỗi một người là một công dân, là một người mong muốn cuộc sống tốt đẹp, thì chúng ta hãy tìm đủ một cái lời cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, cầu nguyện cho tất cả mọi người an toàn. Và các bạn nếu ủng hộ hãy đón xem video sau của mình. Xin chân thành cảm ơn.